cầu nguyện ái quốc, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Đây chính là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam sau này. 65 năm qua, được sự giáo dục của Đảng, của Bác Hồ, sự đùm bọc của nhân dân, quân đội nhân dân Việt Nam đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, phát huy truyền thống anh hùng, quân đội ta vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa lao động sản xuất và đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2009, Hòa cho không khí tưng bừng của cả nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Trường chúng em tổ chức chương trình hoạt động để tri ân, bày tỏ lòng biết ơn với những bậc lão thành cách mạng, các cựu chiến binh, những người đã có nhiều cống hiến đối với quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó chính là lý do chương trình ngày hôm nay. Em xin giới thiệu thành phần ban giám khảo gồm thầy Lê Văn Nga, hiệu trưởng, cô Nguyễn Thị Ái Hương, cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, cô Đặng Thị Quý, chị Đinh Quốc Duy. Chúng ta hãy cùng thưởng thức tiết mục Hát mãi khúc quân hành của lớp 1132 với hình thức khác và chiếc video clip. Xin mời quý thầy cô, quý đại biểu và các bạn học sinh cùng xem lớp 11 chuẩn bị.
ghi dấu suốt 4.000 năm công hiến. Một lần nữa, Việt Nam ta từ bỏ súng đạn, đã trở về là những con người hiền hòa, ấm áp. Đất nước tươi đẹp ấy đang phát triển từng ngày, thay đổi từng giờ, vươn lên tỏa sáng. Con người Việt Nam, đất nước Việt Nam, quê hương Việt Nam, những cánh đồng xanh